ở trong villa mà bỏ đô la ở trong vali. Cậu cả ở trong mà gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia nè. Cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Cậu cả là cậu cầu con khẩn, cậu cả cái chưa đi cầu khẩn. Cậu cả lớn lên cậu cần đâu, cậu cả sinh ra là bắt ông thắng. Lớn lên trong sự giàu sang, giàu ngang ở trên vạch mức. Thì cái kho cứ ăn mặc thức, chứ cần nhận thức đòi chuyện mình sạch nè. Khoan tài sẵn bài cậu cả mà không sợ ngã, biết cậu có đô la. Vẽ xanh cậu trong cậu cả mà ngồi sofa hô la. Cần việc ca lâu, cậu giả cứ cho về cuộc sắp. Phần thi cháu được tất cả các màu từ 9 đến 12 tháng tuổi. Rất nhiều cá thể đẹp, rất nhiều chú chó đẹp. Những chú chó Bully Exotic từ 9 đến 12 tháng, tất cả các màu. Của chó đực, tất cả các màu. Chú chó đạt giải 3 đây, giải nhì ở giữa và giải nhất. Phần thi chó cái, tất cả các màu, 9 đến 12 tháng. Đực màu choco, màu tricolor và màu lilac, trên 12 tháng tuổi, trên 1 năm tuổi. Những chú chó đực trên 12 tháng tuổi. Thuộc về một chú chó màu lilac. Giải 3. À, thuộc về chú chó sát mình luôn. Màu choco, chocolate. Giải vàng thuộc về một chú chó giữa. Màu choco. Vòng thi này. Nhất nhì ba đây. Được 12 tháng. Thi chó cái trên 1 năm tuổi, màu choco, màu lilac và màu tricolor. Thank you.
Chú chó đạt giải bạc đây. Chú chó đạt giải vàng là của Khánh Tùng. Nhất nhì ba. Chú chó cái trên 12 tháng tuổi, màu lilac. Chó trong câu lạc bộ của Bully thủ đô đều đạt giải nhất nhì ba, được màu blue. Phần thi của các chú chó đực trên 12 tháng tất cả các màu, tất cả các màu choco, blue, lilac, rất đông chó, toàn là siêu phẩm. Chi color. Giám khảo đã có quyết định của mình rồi. Chú chó đạt giải 3 đây. Giải nhì và giải nhất. Rồi, 3 chú chó gần nhau luôn. Nhất nhì 3. Các chú chó cái tất cả các màu trên 12 tháng thi đấu với nhau. Sau phần thi này sẽ là phần thi best in show. Ánh sáng này rất là tối, rất là ầm nữa, anh em phải hết sức thông cảm. Giải 3, giải nhì và giải nhất thuộc về chú chó của Khánh Tùng. Xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc. Ba chú chó đạt giải nhất nhì ba đây. Trời bây giờ đã gần 6 giờ tối rồi. Đèn trong này cũng không đủ sáng nữa. Còn thì best in show. Oh, chiếc cúp rất đẹp. Oh.
đây là best in show cho Đức thôi. Còn thêm best in show của cho Đức. Đây là chú chó Đực đẹp nhất, màu choco. Ok. Thằng này siêu thích con của em á. À, chụp cho anh với, anh Nam ơi, lên chụp với con Lemon cái. Tên chú chó này là tên Lemon. Còn thì best in show của những chú chó cái. Chọn ra chú chó cái đẹp nhất đã. Show. Đây là chú chó đẹp giải ba. Rồi, xin chúc mừng em nhé. Ok, xin chúc mừng. Vòng thi best in show của chó cái. Đây là ba chú chó cái đẹp nhất, nhất nhì ba, giải nhất nhì ba. Cúp gỗ rất là đẹp. Wow. Yeah.
giải Best of Best King of King. Chiếc cúp rất đẹp, rất đẹp, chiếc cúp rất đẹp. Chiếc cúp bằng gỗ đục thủ công. Đây là phần thi solo giữa hai chú chó nhỏ. Bạn nào nhất đây? Chú chó này giành giải cao nhất ngày hôm nay của Khánh Tùng. Rồi, chúc mừng Khánh Tùng nhá. Rồi, chúc mừng nhá. Ok.